Mến chào tái ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 25 tháng 4 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý vị có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và hạnh phúc. Và để mở đầu chương trình, xin quý vị thương nhấn cho Emily một nút like để chương trình của chúng ta vượt qua những thuật toán của Youtube. Và nếu quý vị thấy hay, hãy chia sẻ chương trình này cho nhiều người được biết hơn. Xin được cảm ơn quý khán thính giả thật nhiều. Trở lại với bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Mối quan hệ giữa cựu Tổng thống Trump và cựu Tổng thống Clinton lần đầu được tiết lộ. Moscow cảnh báo trả đũa Mỹ trong vụ từ chối cấp visa. Tổng thống Trump tiếp tục giành chiến thắng vang dội sớm, dẫn trước 15 điểm trong cuộc bầu cử sơ bộ giả định, được đảng Cộng hòa ủng hộ gần 70%. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, cựu Tổng thống Donald Trump cho hay, ông từng có mối quan hệ thân thiết với gia đình cựu Tổng thống Bill Clinton, đồng thời tiết lộ chi tiết về tình bạn trong quá khứ giữa hai người. Họ đã đến dự đám cưới của tôi. Tổng thống Trump chia sẻ với hãng thông tấn Fox News về việc vợ chồng cựu Tổng thống Bill và Hillary Clinton từng là khách mời trong đám cưới của ông với phụ nhân Melania Trump. Những nhân vật nổi tiếng khác ở New York như là ông Tony Bennett, ông Billy Joel, cựu giám đốc New York George Pataki và cựu thị trưởng thành phố New York Rudy Giuliani cũng có mặt trong đám cưới của ông Trump. Ông Clinton cũng từng chơi ở sân golf Bedminster, New Jersey của cựu tổng thống Donald Trump. Tổng thống Trump kể với người dẫn chương trình Mark Levin của Fox News vào cuối tuần trước rằng ông ấy, ông Clinton, yêu sân golf đó, Ông ấy đã ở đó rất nhiều lần. Ông ấy chỉ thích nó. Ông ấy thích chơi góp và ông ấy chơi giỏi hơn mọi người nghĩ rất nhiều. Ông ấy có những tổ chức thể thao nhất định. Thật là như vậy. Cựu Tổng thống Donald Trump phân tích rằng bà Hillary Clinton đã thất bại trong chặng đua năm 2016 vì chiến dịch tranh cử của bà ấy không biết tận dụng chồng mình. Theo ông Trump, thì Tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ là một chính trị gia tài năng bẩm sinh tôi nghĩ rằng họ đã bất lợi khi không tận dụng ông ấy lúc tôi đối đầu với bà clinton tôi cho rằng họ đã có một vũ khí không thể tin được là ông bill clinton một chính trị gia bẩm sinh ông ấy là vũ khí mà họ quyết định không sử dụng họ thật sự đã làm điều ngược lại họ đã không tính đến ông ấy họ đã không đếm xỉa tới ông ấy và tôi nghĩ đó là một sai lầm Đáng chú ý thì ông Bill Clinton từng xuất hiện tại tòa thị chính trong cuộc tổng tuyển cử giữa bà Hillary Clinton và cựu tổng thống Trump. Khi đó ông Trump đã mời ba người phụ nữ là Joanita Bonrich, Paula John và Kathleen Willey làm khách mời đặc biệt. Những người này từ lâu đã cáo buộc ông Bill Clinton về các hành vi sai trái liên quan đến tình dục. Trước đây, tổng thống Trump kể rằng Mối quan hệ giữa ông với gia đình Clinton trở nên xấu đi khi ông bước chân vào chính trị từ năm 2015. Trong một cuốn sách gồm những lá thư mà ông Trump xuất bản đầu năm nay, có một bức vào năm 2002 của ông Clinton, người đã cảm ơn ông Trump vì sự đóng góp hào phóng cho chiến dịch những người bạn của Hillary. Bức thư của ông Clinton có đoạn viết rằng: "Bà ấy, bà Hillary đã có một chương trình nghị sự toàn diện trước chúng ta tại Quốc hội năm nay." Tôi đang làm việc với các đồng nghiệp nhằm đảm bảo rằng New York có đủ nguồn lực để phục hồi và xây dựng lại, đồng thời duy trì cam kết lưỡng đảng của chúng ta trong việc chống lại các thế lực khủng bố toàn cầu. Tổng thống Trump viết, tôi có thể nói gì về Hillary Clinton? Tôi đã có mối quan hệ tuyệt vời với cả Bill và Hillary trong một thời gian dài. Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi từ khi chiến dịch tranh cử năm 2016 giữa ông Trump và bà Clinton ngày càng trở nên gay gắt hơn. Tại một thời điểm, bà Clinton đã gọi những người ủng hộ ông Trump là một nuôi những kẻ đáng thương. Đáp lại, ông Trump đã đặc biệt danh cho bà Hillary là Hillary lương lẹo. Sau khi ông Trump đắc cử vào tháng 11 năm 2016, bà Hillary Clinton tuyên bố ông Trump đã gian lận bầu cử bằng những cáo buộc rằng cựu tổng thống thông đồng với chính phủ Nga nhưng các buộc này hiện đã bị lật tẩy. Vào năm 2019, thì bà Hillary lại nói ông Trump là một tổng thống bất hợp pháp và ông ấy biết ông ấy đã đánh cấp cuộc bầu cử từ tay bà. Trích lời bà Hillary, không, điều đó không hạ gục tôi vì ông ta biết ông ta là một tổng thống bất hợp pháp. Tôi tin ông ta hiểu rằng nhiều chiến thuật khác nhau mà họ đã sử dụng, từ đàn áp cử tri, thanh trừng cử tri, tấn công tin tặc cho đến những câu chuyện sai sự thật Ông ta biết điều đó, có một loạt những lý do khác nhau khiến cho cuộc bầu cử diễn ra như vậy. Tuần trước, bà Hillary khẳng định rằng bà tin ông Trump sẽ thua Tổng thống Joe Biden trong cuộc tái tranh cử năm 2024. Tuy nhiên, thì hiện tại ông Trump đã tuyên bố ứng cử vào tháng 11, trong khi ông Biden vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào. Bà Hillary còn nói thêm rằng, thông đốc Florida Ron DeSantis đã không giành được đề cử của đảng Cộng Hòa vì ông ấy chưa được thử thách và ông Biden sẽ được bầu lại bất kể ứng cử viên đảng Cộng hòa là ai. Moscow cảnh báo trả đũa Mỹ trong vụ từ chối cấp visa Thưa quý vị, diễn biến mới nhất phản ánh căng thẳng giữa Mỹ và Nga leo thang vì chiến sự tại Ukraine, đồng thời làm trầm trọng thêm các bất đồng ngoại giao giữa hai nước. Moscow vừa cảnh báo sẽ đáp trả việc Mỹ từ chối cấp thị thực cho phóng viên dự kiến tháp tùng Ngoại trưởng Sergei Lavrov tới Liên Hợp Quốc Trước đó, thì Mỹ đã không cấp thị thực cho các nhà báo dự kiến sẽ tháp tùng Ngoại trưởng Nga trong chuyến công cán tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York. Phát biểu với báo giới vào ngày 23 tháng 4, Ngoại trưởng Lavrov gọi đây là quyết định ngớ ngẩn và Moscow sẽ không bỏ qua vụ việc này. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng, Mỹ đã giả vờ cho đến giây phút cuối cùng rằng họ đang cố gắng giải quyết vấn đề thị thực. Giờ đây, Moscow sẽ buộc phải đáp trả động thái thù địch mới. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ chủ trì hai cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tuần này, gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và tổ chức các cuộc họp song phương khác ở New York. Theo Thứ trưởng Ryakov, các hoạt động ngoại giao này là sự kiện tin tức lớn và việc cấm phóng viên tham dự là không thể chấp nhận được. Vào cùng ngày, phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc nói rằng, Moscow xem việc Mỹ không cung cấp thị thực cho các nhà báo Nga là coi thường luật pháp quốc tế. Nga đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từ ngày 1 tháng 4 trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra với phương Tây về chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine. Nhiệm kỳ chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc của Nga cũng gặp phải nhiều vấn đề khác với việc Washington trì hoãn cấp phép cho máy bay của ngoại trưởng Lavrov đến New York. Vào tuần trước thì đại sứ Nga tại Washington, Anatoly Antonov, tiết lộ Nhóm nhà báo đi cùng với phái đoàn Nga lẽ ra phải có lịch hẹn cấp thị thực sớm nhất là vào ngày 31 tháng 3, nhưng các cuộc gặp này đã bị hủy bỏ. Theo dư luận, với tư cách là nước đặt trụ sở Liên Hợp Quốc, Mỹ có nghĩa vụ không cản trở công việc của các nhà ngoại giao và quan chức nước ngoài hoặc là công việc của các nhà báo đưa tin về hoạt động của Liên Hợp Quốc, bất kể hoàn cảnh nào. Tổng thống Trump tiếp tục giành chiến thắng vang dội sớm, dẫn trước 15 điểm trong cuộc bầu cử sơ bộ giả định, được đảng Cộng hòa ủng hộ gần 70%. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump dẫn trước 15 điểm trong cuộc thăm dò sơ bộ giả định gần đây của NBC News và 2 phần 3 ủng hộ ông sau nỗ lực có động cơ chính trị nhằm ngăn cản ông thành công. 46% trong số 292 cử tri sơ bộ thuộc Đảng Cộng hòa, trong cuộc thăm dò của NBC News từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 4 cho biết, họ sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Sự ủng hộ to lớn này của Tổng thống Trump tiếp tục dẫn trước đối thủ gần nhất của mình, thông đốc Florida Ron DeSantis 15 điểm tích, người chưa công bố liệu ông có tranh cử tổng thống vào năm 2024 hay không, đã có 31% phiếu bầu trong cuộc thăm dò giả định. Các lựa chọn sơ bộ của tổng thống còn lại của Đảng Cộng hòa chỉ ở mức một con số. Cựu phó tổng thống Mike Pence, người cũng chưa công bố liệu ông có chính thức tham gia cuộc đua hay không, đã nhận được 6% ủng hộ. Ngoài ra thì cựu thống đốc Nam Carolina Nikki Haley và cựu thống đốc Arkansas Asa Hutchinson Cả hai đều tuyên bố họ đang tranh cử, và Thượng nghị sĩ Tom Scott, RSC, người đang thăm dò giá thầu năm 2024, đều ở mức 3%. Doanh nhân Vivek Ramaswamy ở mức 2%. Ngoài ra, thì 2 phần 3 số người được hỏi thuộc đảng Cộng hòa cho biết họ ủng hộ Trump bất chấp các cuộc điều tra. 68% cho biết họ đồng ý với tuyên bố rằng các cuộc điều tra về cựu tổng thống là một nỗ lực có động cơ chính trị nhằm ngăn chặn Trump và rằng không có ứng cử viên nào có thể làm tốt hơn ông ấy tới thời điểm hiện tại. Chỉ có 18% đồng ý rằng điều quan trọng là phải đề cử một ứng cử viên không bị phân tâm và có thể đánh bại Joe Biden. Khi mà DeSantis chờ thông báo liệu anh ấy có tranh cử hay là không, phái đoàn quốc hội của đảng Cộng hòa từ Florida, nơi cả hai cùng sống, đã bắt đầu chọn phe, dán một đoạn mạnh vào thông đốc. Hơn một nửa trong số 20 nhà lập pháp ở sân sâu của DeSantis đã tuyên bố ủng hộ ông Trump một số ít trong số họ đã tuyên bố ủng hộ sau khi thống đốc đến thăm một số nhà lập pháp gop ở washington dc cuộc thăm dò của nbc cũng cho thấy tổng thống đảng dân chủ joe biden đang bỏ xa đáng kể một số ứng cử viên đảng cộng hòa nói chung trước thêm chiến dịch tranh cử dự kiến của ông vào tuần này như các báo cáo đã chỉ ra rằng biden có thể công bố ngay sau thứ ba Cuộc thăm dò cho thấy chỉ có 41% số người được hỏi sẽ có thể hoặc là chắc chắn bỏ phiếu cho ông vào tháng 11 năm 2024, so với 47% cho biết họ sẽ có thể hoặc là chắc chắn bỏ phiếu cho ứng cử viên của GOP. Cuộc thăm dò được thực hiện bởi Hub Research Associates Public Opinion Strategy với 800 cử tri đã đăng ký từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4 và có sai số là 3,46% các câu hỏi sơ bộ của GOP có 292 cử tri sơ bộ của Đảng Cộng hòa trả lời với có sai số là 5,99%. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và cộng sự thực hiện. Kính chúc cho tất cả quý khán thính giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của Emily. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất. ©